Bồ Tát Phổ Hiền là ai? Bồ Tát Phổ Hiền được xem là một trong tứ đại Bồ Tát của Phật giáo. Ngài và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử đứng thị giả ở bên trái và Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi trắng đứng thị giả ở bên phải. Ngài được xem là một trong tứ đại Bồ Tát của Phật giáo. Tứ đại Bồ Tát là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Phổ Hiền. Ngài và Bồ Tát Văn Thù là thị giả Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử đứng thị giả ở bên trái và Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi trắng đứng thị giả ở bên phải. Nếu như Bồ Tát Văn Thù đại biểu cho trí tuệ, chứng nắm giữ trí tuệ và chứng đức của chư Phật, Bồ Tát Phổ Hiền đại biểu cho lý định hạnh, nắm vững lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật. Các ngài cũng diễn giải sự hoàn bị viên mãn của lý trí, định tệ và hạnh chứng của Như Lai. Cả hai vị bản tôn cùng với Phật Tỳ Lô Giá Na được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Mật tôn xưng tụng Bồ Tát Phổ Hiền là Thiện Nhiếp Kim Cương, Chân Như Kim Cương, Như Ý Kim Cương. Ngài còn được xem là đồng thể với Kim Cương Tát Đỏ. Khi Đức Phổ Hiền chưa xuất gia học đạo, Ngài là con thứ tư của vua Vô Tránh Niệm, tên là Năng Đà Nô. Danh hiệu Phổ Hiền xuất hiện trước tiên trong kinh Mạng Đà La Bồ Tát, về sau xuất hiện ở nhiều kinh khác như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa nên trở thành phổ biến. Phổ Hiền Bồ Tát tượng trưng cho lý định hành, cởi voi trắng sáu ngà hầu bên tay phải của Đức Như Lai. Voi trắng tượng trưng cho trí tuệ vượt chướng ngại, sáu ngà tượng trưng cho sự chiến thắng sáu căn, tức sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh phẩm thứ 28, Phổ Hiền Bồ Tát phiến khoát Ngài Phổ Hiền có nguyện với Phật về 500 năm về sau, có ai thọ trì kinh Pháp Hoa, Ngài sẽ cởi voi trắng đến hộ trì, không cho ma quỷ đến làm não hại. Và Ngài dạy rằng nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu Ngài, thấy và chạm đến thân Ngài, hay nằm mộng thấy Ngài hoặc tưởng niệm đến Ngài trong một ngày đêm hay nhiều hơn, thì không còn thối chuyển. Chúng sanh nào nghe thấy thân Ngài thanh tịnh thì tất cả được sinh trong thân thanh tịnh. Và tại Việt Nam, hàng năm tín đồ Phật giáo cử hành lễ vía Ngài đản sanh vào ngày 21 tháng 2 âm lịch và ngày lễ vía Ngài thành đạo vào ngày 23 tháng 4 âm lịch.